đã thấm mệt trong quãng thời gian thi đấu thứ hai của hiệp hai. Sai lầm, cơ hội dành cho Quang Hải, tung vào lưới của Văn Toản và đó là bàn thắng khép lại trận đấu này. Quang Hải một lần nữa, Quang Hải lên tiếng và đó là bàn thắng thứ hai của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Cầu thủ số 19, mọi thứ chấm dứt tới câu lạc bộ Hải Phòng ghi bàn cho cầu thủ bóng đá Hà Lê. Quang Hải lướt lên tỷ số của trận đấu hiện nay và tung ra câu lạc bộ Hà Nội 3, tung đông lưới của Văn Toản. Hải Phòng 1, 3-1. Đây là những gì mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã lo ngại ngay cả vào thời điểm mà đội bóng của ông đã dẫn